Một con chó không chịu rời người bạn bị chết, tên từ Ngân Xuyên. Những hình ảnh cảm động về một con chó nằm bên xác một con chó khác bị chết trong một tai nạn giao thông tại thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị Ninh Hạ Hui ở phía tây bắc của Trung Quốc đã lan tràn nhanh trên mạng Internet. Vào đêm 22 tháng 12, một con chó nhỏ màu trắng đã bị chết ở giữa đường sau khi bị một chiếc xe hơi đụng trúng. Một con chó màu nâu đã ở bên cạnh trong suốt đêm mặc dù nhiệt độ đã giảm xuống trừ 13 độ C. Một số người dân nhìn thấy cảnh này đã đặt một chiếc ghế bên cạnh hai con chó để những chiếc xe qua lại, tránh không đụng chúng. Một nhân chứng cho biết con chó màu nâu đã ở lại với bạn của mình suốt đêm. Những người qua đường đã chụp hình ảnh của hai con chó và đưa lên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau đó, những bức ảnh đã nhanh chóng được lan truyền trên khắp mạng Internet. Vào buổi sáng, những người chủ nhà hàng gần đó đã mang xác con chó bị chết, đem chôn dưới một gốc cây trong công viên thành phố. Con chó màu nâu đã đi theo họ cho đến khi người bạn của mình được chôn cất xong.